bao gian khó, vững bước trên đường đi, vượt gian nan thử thách, không ngại chi sương gió, rèn luyện thêm ý chí, giữ vững bao niềm tin, vượt gian nan thử thách, là vượt lên chính mình, lòng ta luôn khao khát, giữ vững bao niềm tin, vượt gian nan thử thách, là vượt lên chính mình. Trình về với tỉnh Quảng Bình, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần này luôn tràn đầy cảm xúc. Đó là khi chúng tôi chứng kiến hoàn cảnh đầy trăn trở của gia đình chị Nguyễn Thị Dì, ngụ tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch. Và những thước phim đầu tiên của dòng phóng sự này được thực hiện vào lúc 3 giờ sáng, bắt đầu một ngày mưu sinh đầy vất vả của người phụ nữ này. Với chiếc xe máy cũ kỹ, chị phải chạy xa quãng đường hàng chục cây số mỗi sáng để đi lấy rau củ quả từ chợ đầu mối Đồng Hới, đem về chợ nhỏ gần nhà để bán kiếm từng đồng tiền lời một. Và trong bao vất vả, tâm trí chị vẫn luôn đau đáu về gia đình của mình, nơi có biết bao nỗi buồn đeo đẳng suốt nhiều năm. 3 giờ thì dậy đi gồm 12 cây cô lấy rau rồi rửa cây bán. Ngày thì có cái bán chợ bán được 50 ngàn, mà có ngày thì bán được một mình tôi thì nuôi hai đứa con ăn học, con thì đang còn nhỏ. Khi anh đau là tôi phải suy sụp, được mấy tiền là đi nuôi anh đi viện về vay mượn thêm họ mà cũng đủ, đáng là phải làm việc thêm nữa nếu không có tiền về chính bệnh viện về họ cho về. Chồng chị, anh Lê Văn Uyết, bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Hơn 5 năm qua phải chống chọi giành giật sự sống để còn được nhìn thấy các con khôn lớn từng ngày. Nay anh sống đời sống thực vật và chỉ còn cảm nhận bằng lý trí lúc mê lúc tỉnh. Niềm vui của những tháng ngày nằm bất động chính là sự quấn quýt của hai người con mỗi khi hai cháu đi học về. Mỗi lần mà con học đi lại sẽ gặp về cho ấp ôm đứa con trọc cho bộ nghe, thì bộ cũng vui, bộ cũng biết nói chị, tại vì bộ cũng biết rồi, bộ cũng nói được. Mơ của con bộ được lành bệnh, khỏe mạnh lại được, con với em được học hết chương trình học cô, về mà được có công việc thì nhà hơn cũng được, cũng phải thức dậy sớm. Mẹ đi làm từ sáng sớm, Trọng Hiếu và Yến Nhi dìu dắt nhau lo các công việc ở nhà. Thương làm sao hình ảnh tuổi thơ lớn lên thiếu sự bảo ban của cha, giấc ngủ vắng đi vòng tay của mẹ. Sau giờ học là quanh quẩn ở nhà chăm lo cho bố và lo liệu cả bữa ăn trưa cho gia đình. Nhưng chính ánh mắt trìu mến của bố khi nằm nhìn các con học, chính hình ảnh tảo tần của mẹ bao năm qua để lo các em đến trường cùng với bạn bè đã làm cho sự hiếu thảo vun đầy theo năm tháng. Và dù phải chịu nhiều vất vả của cuộc mưu sinh, nhưng mỗi khi trở về nhà sau phiên chợ, chị Dì vẫn thấy sự ấm áp của tình gia đình trong ngôi nhà nhỏ bé của mình. Dù chồng chị nay chỉ còn nằm đó, nhưng sự hiện diện của anh lại là niềm vui của gia đình và là động lực để chị chống chọi với bao sóng gió của cuộc đời. Tôi cảm thấy rất là thương cảm cho gia đình của chị Dì. Cũng đồng viên chị nói thôi làm lùng thì cũng cố gắng, nhưng mà cũng phải giữ gìn sức khỏe nữa. Nhưng mà chị cũng nói là chứ thì cũng cố gắng đến khi muốn đủ sức nữa thì thôi, chứ chồng thì nằm một chỗ thế con thì học, thì chứ nguyện vọng thì cũng muốn để cho con mình nắng mà học cho được bằng ba cái tôi. Chăm sóc chồng,
và ăn tạm chén cơm lót dạ, chị lại tất tả với công việc đồng áng hoặc đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập. Chị chỉ mong sao thời gian qua mau để mỗi chiều chị trở về nhà và tìm thấy niềm vui nhỏ bé bên gia đình mình. Được nhìn thấy các con quấn quýt bên bố và lắng nghe tiếng ê a học bài vang lên trong trẻo, cái âm thanh của niềm tin và hy vọng về một thế hệ đang lớn lên trong khó khăn nhưng lại là sự tươi sáng cho tương lai. Quý vị và các bạn vừa đến với đoạn phóng sự rất là cảm động và xót xa về gia đình tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Gia đình chị Nguyễn Thị Di và anh Lê Văn Uyết. Anh bị tai nạn cách đây 6 năm và bây giờ sống đời sống thực vật. Tất cả những gánh nặng gia đình đều do chị lo. Và từ sáng đến chiều, chị quần quật như vậy để mong tìm cái miếng ăn, tìm miếng cơm manh áo. Và còn hai đứa con đang đi học như vậy. Số tiền đóng tiền học cũng là một nỗi trăn trở rất lớn với chị. Sức khỏe của chị thì càng ngày càng cạn kiệt. Kinh tế gia đình thì càng ngày càng đi xuống. Đó là lý do ngày hôm nay chương trình Vượt Lên Chính Mình có mặt ở đây. Chúng ta cho một tràng pháo tay chào đón gia đình thí sinh chị Nguyễn Thị Di và anh Lê Văn Uyết. Xin chào cả nhà, chào chị. Từ lúc mà anh bị tai nạn đến giờ thì anh bây giờ anh còn biết gì không chị? Dạ không biết gì hết, nằm một chỗ đó. Rồi vệ sinh rồi các thứ đàn trên giường hết, toàn một mình chị lo liệu. Một mình chị lo cho anh hết. Rồi công việc gia đình, rồi công việc làm ăn để kiếm tiền như vậy thì chị có thể sắp xếp được thời gian không? Rồi chị cũng cố gắng sắp xếp, chị cố gắng làm đêm nữa, 10, 11 giờ chị mới được nghỉ, còn 2 rưỡi là chị lo gì rồi, lo dọn dẹp cho anh rồi đi chờ. Nếu như bây giờ có tiền thì công việc đầu tiên của chị là làm gì? Dạ, trả nợ cho ngân hàng vì... cho con ăn học rồi đem chồng đi chữa bệnh. Con năm nay học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 2. Mẹ con vất vả như vậy, như lúc đó thì con suy nghĩ điều gì để giúp gia đình? Con muốn mẹ trả hết nợ, nuôi bà, đưa bà đi khám bệnh cho lành bệnh. Kính thưa quý vị, với đoạn phóng sự vừa rồi và phần giao lưu với gia đình của chị Di và anh Uyết, chúng ta cũng hiểu được phần nào hoàn cảnh khó khăn khắc nghiệt của gia đình anh chị. Phải nói đó là những cái con đường cùng không có lối thoát. Ngày hôm nay chương trình Vượt Lên Chính Mình đến đây nhằm để giúp cho anh chị có một lối thoát nào đó, giúp cho anh chị có nhiều niềm tin, có thêm nghị lực để vượt qua hàng trăm hàng ngàn khó khăn trước mắt. Chương trình Vượt Lên Chính Mình là một chương trình dành cho tất cả những hộ gia đình có vay vốn ngân hàng, có nhu cầu xóa nợ và vươn lên trong cuộc sống. Đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình, hộ gia đình phải vượt qua hai vòng thi. Nếu như chiến thắng một trong hai vòng thi, gia đình sẽ được bước vào vòng cấp vốn và vòng rút thăm may mắn. Quỳnh Linh xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta đến với vòng 1 của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Quý vị thân mến, công việc của chị Di hàng ngày là mua bán rau củ quả. Và ngày hôm nay chị cũng làm công việc đó để vượt qua vòng 1. Ở vòng 1 này, nhiệm vụ của chị Di và con chị đó là chúng ta sẽ sắc rau củ quả. Chúng ta sẽ có su su nè, cà rốt nè, củ cải trắng. Và sau 1 phút 30 giây, chị sẽ có nhiệm vụ sắc hết những cái số lượng của rau củ quả thế này. Đây, chị sắc như thế này nha. Sắc từng miếng thế này. Sau 1 phút 30 giây, tất cả số rau củ quả đó được sắc, chị sẽ trả đi số nợ là 2 triệu đồng. Rồi, xin mời chị. Rồi, không. Chuẩn bị. Thời gian 1 phút 30 giây để sắc rau củ quả, xóa đi số nợ 2 triệu đồng với chị Nguyễn Thị Di. Bắt đầu. Rồi chạy đi con, đeo qua. Rồi chạy về, nhanh lên. Chạy nhanh, chị sắc nhanh lên. Chúng ta cố lên nào. 1, 2, 3, cố. Cố lên nữa chị. Chỉ có công việc chúng ta mới giúp chúng ta. Nếu chúng ta làm tốt thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công nhiều trong cuộc sống. Thành công trong chương trình có nghĩa là chúng ta sẽ thành công trong cuộc sống. Chúng ta vẫn còn thời gian rất là nhiều. 30 giây đầu tiên. Và có lẽ rằng công việc hàng ngày của chị nên chị làm cũng rất là nhanh. Chị đã làm rất tốt. Nhanh hơn nữa. 1 phút 30 giây trôi qua rất nhanh đây chị nha. Cho dù cho làm nhanh cỡ nào đi nữa thì đôi khi không vượt được thời gian của đồng hồ.
Rồi. Mình thấy sắc như thế này được chưa quý vị? Được không? Công việc đã hoàn thành. Chúng ta sẽ kiểm tra đồng hồ xem gia đình chị có xóa đi số nợ 2 triệu đồng hay không. Nhưng trước khi kiểm tra đồng hồ, Quyền Linh xin thông báo với gia đình chị. Chúng ta sẽ có một quyền trợ giúp duy nhất là thời gian cộng thêm 3 giây, 5 giây và 7 giây. Chị có chọn quyền trợ giúp hay không? Dạ không. Có chọn không con? Dạ không. Tại sao? Con nghĩ là mẹ sẽ làm trong khoảng thời gian 1 phút 30 giây. À, con nghĩ là mẹ làm đúng. Theo quý vị thì chúng ta có chọn quyền trợ giúp không? À, không chọn quyền trợ giúp. Bây giờ thì chúng ta sẽ đọc đồng hồ xem đồng hồ sẽ dừng lại bao nhiêu đây. Rồi con trai ra đây đọc luôn, đọc to lên. Đọc to lên xem gia đình mình có chiến thắng hay không nha. Xin mời. 1 phút 07 giây. Rất may mắn và cuối cùng gia đình đã chiến thắng ở vòng 1 chỉ với 1 phút 07 giây. Xin chúc mừng. Xin mời ông Lê Tuấn Tôn, chủ tịch Ủy ban nhân xã sẽ trao 2 triệu đồng vào vòng xoáy là 1 cho gia đình chị gì. Xin mời anh. Chúng ta đang đến với trò chơi dành cho khán giả. Tham dự trò chơi hôm nay gồm có 2 đội. Bên tay trái của Linh là đội Thủy Tinh. Và bên tay phải là đội Sơn Tinh. Chúng ta sẽ tham gia trò chơi là dán logo nệm Harvard. Đội nào dán hình logo nệm Harvard trước, đội đó sẽ giành được 2.500.000 đồng. Đội nào dán sau sẽ nhận được 1.500.000 đồng. Bạn trai sẽ bị bịt mắt và cổng bạn gái. Chúng ta di chuyển lên kia, chọn chữ và dán lên hình cho chúng tôi. Chuẩn bị. Trò chơi dán logo nệm Harvard bắt đầu. Dán lên, chúng ta tìm đi. Tìm chữ đi, đúng rồi. Tìm ra chữ nha. Tìm ra chữ. Dán lên. Đội nào dán chữ trước. Dán lên, dán vào. Không được bỏ xuống nha. Không được bỏ xuống. Rồi lấy tiếp đi các bạn, lấy tiếp đi. Đi vòng qua đây chứ sao bên đó hoài vậy. Nệm Harvard nhanh lên. Chúng ta kiểm tra xem thiếu chữ nào nha. Rồi nhanh lên. Đội nào lấy xong chạy về. Chạy nhanh lên. Nhanh lên nữa. Chạy về. Như vậy là 2 đội đã ghép xong chữ nệm Harvard. À, rất là đẹp. Và cuối cùng, chiến thắng trong trò chơi này, đó chính là đội Sơn Tinh. Xin chúc mừng đội Sơn Tinh. Xin mời đại diện địa phương sẽ trao 1.500.000 đồng cho đội Thủy Tinh. Và 2.500.000 đồng thuộc về đội Sơn Tinh. Xin chúc mừng 2 đội. Và bây giờ gia đình sẽ tiếp tục bước vào vòng 2 để xóa đi số nợ 2 triệu đồng còn lại của ngân hàng. Với công việc cũng rất đơn giản, đó là bào đu đủ. Trong vòng 1 phút 30 giây, con của chị dì sẽ đem đu đủ qua cho mẹ và mẹ sẽ bào hết. Bào đu đủ là công việc rất là đơn giản nhưng quan trọng là chị sẽ bào thật nhanh để vượt qua 1 phút 30 giây. Tất cả sẵn sàng. Rồi xin mời con trai. Con đọc đồng hồ giùm chú Quyền Linh. Không không. Rồi không không. Chuẩn bị. 1 phút 30 giây bào đu đủ để xóa đi 2 triệu đồng. Bắt đầu. Chúng ta vỗ tay lên động viên tinh thần cho gia đình chị đi. 1 phút 30 giây, không biết chị có bào xong hết không, chờ xem. Bào nhanh thì nhanh, cẩn thận với chị nhé, còn cái tay của mình nhé. Rất nhanh, rất là nhanh, cố lên. Tôi nghĩ rằng bào này cũng không khó lắm. Chính vì lý do sức khỏe của chị hơi yếu nên công việc làm cũng rất là nhẹ nhàng. Hy vọng rằng chị sẽ cố gắng và nỗ lực hơn nữa. Nhanh lên. Miếng thứ hai rồi. Miếng thứ hai và còn 1 miếng nữa. Miếng thứ ba. Nhanh lên. Chúng ta chờ xem. Còn rất có thời gian, nhanh lên. Nhanh lên. Rồi. Công việc làm cũng rất đơn giản, 3 miếng đu đủ đã bào xong.
Đu đủ này bào xong mình làm gì hả chị? Dạ làm nuôm, làm gòi đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với kết quả trong ngày hôm nay. Trước khi đọc đồng hồ, Quỳ Linh xin hỏi, chúng ta có chọn quyền trợ giúp cộng thêm 3 giây, 5 giây và 7 giây không? Dạ có. Rồi xin mời quyền trợ giúp. Đây là quyền trợ giúp duy nhất trong hai vòng thi. Mời chị. Rồi mời bạn. Đây là lá thăm mà chị đã chọn. Theo quý vị đó là mấy giây ạ? Mấy giây? 7 giây. Để xem nha. Mấy giây? Rồi, tặng cho chị. Và bây giờ số thời gian tôi vẫn chưa thấy. Mời con trai một lần nữa, con lại đọc đồng hồ cho chú Quyền Linh. Xin mời. 56 giây. Thưa quý vị, chị có 56 giây thôi, không cần quyền trợ giúp. Như vậy là chị đã xuất sắc vượt qua vòng 2. Tiếp tục xóa đi số nợ là 2 triệu đồng. Xin chúc mừng cho gia đình chị. Xin mời ông Lê Tài Cương, Phó Bí thư Đảng ủy xã sẽ trao số tiền 2 triệu đồng ở vòng xóa nợ 2 cho gia đình chị gì. Xin mời ông. Bây giờ xin mời gia đình của chị Dì đến với vòng cấp vốn của chương trình Vượt Lên Chính Mình với hai logo của nhà tài trợ. Bên tay phải Quyền Linh, tôn hoa sen, mái ấm gia đình Việt, nhãn hiệu giày dép Duren Kata, sản phẩm của công ty Hù Kiệt, sơn Nero, điểm tô ngôi nhà Việt, nệm mút, nệm lò xo Harvard, giấc ngủ ngon hơn, cuộc sống tốt hơn, rep diệt chất côn trùng bảo vệ gia đình, sản phẩm của SC Johnson & Son Việt Nam, ống nhựa hoa sen, dẫn nguồn hạnh phúc. Bên đây trải thực phẩm dinh dưỡng Sài Gòn, nguyên chế biến xúc xích tiệt trùng và đồ hộp đậm đà hương vị Việt, bột giặt và nước rửa chén nét chất lượng cao, sữa đậu nành Farmy nguyên chất ngon sánh mịn nói là thèm, kem đánh răng Doren mịn môi tuyệt vời, siro ăn ngon hoa thiên giải pháp hiệu quả cho trẻ biến ăn, ống kẽm hoa sen bền vững đến tương lai. Mời chị và con gái chúng ta nhìn đi. Chọn bất kỳ logo nào, số tiền ít hay nhiều tùy thuộc vào sự may mắn của chị và con. Ai sẽ là người chọn? Dạ, dạ chọn ống nhựa hoa sen. Ống nhựa hoa sen. Quý vị đồng ý không? Chúng ta chọn tràng pháo tay thật lớn. Ống nhựa hoa sen với số tiền là 7 triệu đồng. Đây, chúc mừng chị. Rồi xin mời, chúng ta chọn logo thứ hai. Mời chị và con, ai sẽ là người chọn? Cậu chọn bột giặt nét. Cái nào chị? Dạ bà chọn bột giặt, chị chọn bột giặt. Bột giặt nét. Số tiền là 11 triệu đồng. Chúc mừng cho gia đình chị 11 triệu đồng. Như vậy ở vòng cấp 4 gia đình chị đã có số tiền là 18 triệu đồng. Chúc mừng. Chúc mừng Lê Văn Dưỡng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã sẽ trao số tiền ở vòng cấp 4 18 triệu đồng cho gia đình chị Dì. Xin mời ông. Gia đình của chị Dì sẽ tiếp tục nhận những niềm vui từ nhà tài trợ. Gia đình sẽ nhận 1 năm uống sữa miễn phí, sữa đậu nành Farmy. Đây con gái, bây giờ sáng mình dậy mình uống sữa đi học được rồi hả con ha. Quý vị thân mến, phải nói là đồng cảm trước những cái số phận nghiệt ngã của gia đình chị Di. Tất cả bà con đang có mặt tại hiện trường gửi tặng những tình cảm cho chị. Đó là tình cảm hết sức là quý giá. Và đây, số tiền của bà con có được gửi tặng cho chị là 7.300.000 đồng. Đây, gửi tặng cho chị. Dạ cảm ơn ba con đã giúp đỡ cho gia đình tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xin mời quý vị đến với vòng rút thăm may mắn với 3 thùng phiếu. Siro ngon hoa thiên, 9 phiếu 3 triệu và 1 phiếu 30 triệu. Sữa đậu nành Farmy, 9 phiếu 3 triệu và 1 phiếu 30 triệu. Tôn hoa sen, mái ấm gia đình Việt vẫn thế. 1 phiếu 30 triệu và 9 phiếu 3 triệu. Chúng ta chờ xem. Mời con trai.
trộn đều lên, rút bất kỳ lá thăm nào. Rồi, chúc mừng con. Lá thăm thứ hai mời chị. Lá thăm thứ hai. Rồi, mời con gái. Chúng ta sẽ bắt đầu đọc siro ngon hoa thiên với số tiền đầu tiên, đó là 3 triệu đồng. Tiếp theo, đó là sữa đậu nành pha mi là 3 triệu đồng. Số tiền của Tôn Hoa Sen, máy ấm gia đình Việt là 30 triệu đồng. Xin chúc mừng con gái đây, 30 triệu đồng thưa quý vị. 30 triệu đồng với số tiền của Tôn Hoa Sen, máy ấm gia đình Việt là 30 triệu đồng. Xin chúc mừng gia đình, rất vui, rất là vui quý vị. Đó là niềm may mắn, niềm vui tột đỉnh của chương trình ngày hôm nay. 30 triệu đồng vòng nút thăm may mắn. Rồi con gái, con muốn nói gì với mọi người không? Con cảm ơn mọi người đã giúp cho con và cổ vũ cho con. Thay mặt nhà tài trợ xin gửi tặng chị số nành Fami 3 triệu đồng, Siro ngon hoa thiên 3 triệu đồng và Tôn Hoa Sen máy ấm gia đình Việt là 30 triệu đồng. Kính thưa quý vị, một ngày thật nhiều may mắn với gia đình chị Nguyễn Thị Di. Số tiền mà chương trình Vượt Lên Chính Mình dành cho chị là 22 triệu đồng. Số tiền khán giả tại địa phương gửi tặng là 7 triệu 300 ngàn đồng. Với vòng rút thăm may mắn, gia đình chị có 36 triệu. Tổng cộng với chương trình Vượt Lên Chính Mình ngày hôm nay, gia đình chị Di và anh Uyết đã nhận được số tiền cũng khá cao, 65 triệu 300 ngàn đồng. Tôi nghĩ rằng số tiền 65 triệu 300 ngàn đồng đây đủ để giúp anh chị vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Và chúng ta cầu mong rằng những điều tốt đẹp luôn luôn đến với gia đình anh chị. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn luôn ủng hộ và đồng hành với chương trình Vượt Lên Chính Mình cũng như thí sinh của chương trình. Và đặc biệt cảm ơn nhãn hàng Siro Ngon Hoa Thiên, nhãn hàng sữa đậu nành Fami và Tôn Hoa Sen máy ấm gia đình Việt đã tài trợ thực hiện chương trình. Chương trình Vượt Lên Chính Mình được phát sóng trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Đường sẽ thênh thang nếu ta vượt lúc gian nan. Từ trái tim ta khát khao luôn dâng đầy, giữ trọn niềm tin vượt lên chính mình. Vượt lên chính mình, hãy cố lên bạn ơi. Vượt lên chính mình, đừng giây phút buông lời. Vượt lên chính mình, bằng niềm tin ý chí. Thành công nhé bạn, từ phút giây này đây. Vượt lên chính mình, hãy vững tin bạn ơi. Bằng bao nỗ lực, để vươn tới tương lai. Bình minh đến rồi, một ngày mai tươi sáng. Tự tin sức mình,